Xin chào anh em nhé. Hôm nay tôi đang ở Vinhome Smart City. Vinhome Smart City đang tổ chức gọi là trung thu đêm rằm cho các cháu, rất là đông anh em ạ. Đây tổ chức ngay tại sảnh ở dưới tòa nhà. Đấy, rất là đông. Đấy, rất là đông dân cư luôn. Các bạn nhìn rất là đông. Rất là đông. Đấy, thì ở đây thì văn hóa anh em cũng rất là ok. Ban quản lý Vingroup cũng rất là chu đáo, các bạn nhìn thấy không? Rất là chu đáo luôn. Vì vậy mà bạn nào mà muốn đầu tư hoặc là muốn mua bất động sản ở Vinhome, nhất là Vinhome Smart City nhá, thì các bạn có thể là vui lòng comment bên dưới, tôi có thể hỗ trợ anh em đó, với cái mức ưu đãi nhất và cái chi phí hợp lý nhất. Đấy, đương nhiên mua xong các bạn được cái vé để mua xe ô tô rồi. Đấy. Yên tâm, ô tô bây giờ là ô tô điện, là ô tô xăng đấy này, đây là VinFast Conlux SA đôi tỷ đấy. Trước mới ra đôi tỷ đấy, tràn lan luôn khắp nơi. Đấy, tóm lại là chúng ta mua nhà thì xong thì chúng ta sẽ có luôn ô tô, vì vậy mà anh em yên tâm, nếu mà chúng ta mua xong nhà thì là có ô tô luôn. Đấy, thì về với lại Vinhome ở đây rồi thì các bạn nhìn thấy chỗ nào có ô tô thì tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Anh em có thể là vui lòng comment xuống đây, nếu các bạn đang ở Vinhome các bạn có thể là cảm nhận thể được là đây rất là tuyệt vời đó. Hãy vui lòng comment bên dưới là Vinhome tuyệt vời nhé. Chúc Vin anh em đầu tư sao đầu tư đâu thắng lợi đó, và nhớ ủng hộ tôi nếu mà các bạn mới mua nhà mua Vinhome đó. Đấy, để loang quăng vớ vẩn là xích khóa luôn. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.